Nào, hôm nay chúng ta sẽ học chủ đề thiết kế. Thầy lấy ví dụ là chúng ta thiết kế một cái poster về bây giờ đang có đại dịch Covid thì chúng ta sẽ thiết kế như thế nào? Poster. Thầy bắt đầu nhá. Cả lớp đồng ý không? Alo. Các bạn lên tiếng đi. Nhiều lúc thầy không đọc kịp văn bản, thầy bảo được không thì các bạn trả lời bằng mic đi. Vâng ạ. Mỗi bạn Nhung. Bạn Nhung này phải ưu tiên điểm thôi. Rồi, bây giờ thiết kế poster nhá. Poster chúng ta là tỷ lệ của nó là kích thước của tờ A4 21 297, 21 297. Thì bây giờ các bạn cho một cái tỷ lệ 21 29, bây giờ chúng ta cho nhỏ lại là tầm thế này nhá. Các bạn đang thiết kế trong cái khung này đó. Ok chưa? Rồi các bạn làm như thế nhá. Rồi các bạn có thể ở đây nó không có phần lock giống như các phần mềm thiết kế đồ họa khác, nhưng mà không sao, chúng ta để nguyên như này là cái khung. Thế thì các bạn lên trên mạng, các bạn có thể download những cái hình ảnh về xong ta lắp ghép cùng với phần mềm. Thì các bạn tham khảo các mẫu ở trên mạng, miễn là chúng ta không thể làm chúng ta không không để làm giống được. Đấy, các bạn nhớ nhá, chúng ta làm poster mà poster là truyền thông điệp đến mọi người, ví dụ như là đeo khẩu trang y tế ở đi xét nghiệm vân vân. Tí nữa các bạn thoải mái thiết kế. Rồi bây giờ thầy làm mẫu cho một cái. Thầy làm mẫu một cái nhá. Bây giờ thầy xem có mẫu con corona không? Ok. Rồi bây giờ thầy sẽ vẽ một hình tròn ở đây. Đấy, các bạn nhá. Ta giữ shift cho tròn. À, ta để ở giữa trung tâm đây. Rồi bước tiếp theo các bạn chọn cái hình tròn này, nó đang hiện từng cái này lên. Bây giờ chúng màu sắc chúng ta tính sau nhé. Rồi các bạn chọn cái thầy form shape. Đấy, cái này các bạn đã học rồi. Rồi chúng ta cho bức tranh vào. Đấy, thầy chọn file, thầy chọn file nhé. Rồi để thầy xem là thầy xem lại chúng ta để đâu. Chúng ta sẽ dịch chuyển con này sang bên tay trái để cho nó cân đối cái hình. Đó. Chúng ta có thể bịt hết cái kia đi, em có thể bịt hết đi chỉ để hình Covid thôi, kể cả mũi kim. Sau đó chúng ta sẽ để nó trung tâm cho nó to lên đó.
rồi đó cho lên một chút cho lên nhé. Rồi bây giờ chúng ta cho đường viền nhé. Đường viền này thì các bạn cho thầy màu đỏ. Đấy, ta ôn lại nhá. Rồi, ôn lại cho thầy màu đỏ đây. Sau đó các bạn tăng kích thước của đường viền lên. Width là đường viền. Đấy. Border thì nó đơn giản thôi. Thì các bạn sẽ làm nhiều cái loại border khác, thuốc lá vân vân. Rồi bây giờ các bạn sẽ chúng ta sẽ làm những cái như là văn bản. Rồi bây giờ văn bản nhé. Hình này các bạn có thể cái hình ngoài này các bạn cho nó solid với một cái màu khác. Cái màu của cái hình này thì đừng biệt rồi. Bây giờ ta chọn phim nhá. Solid ở trên chúng ta chọn cho nó một cái màu, chúng ta dùng bút thử chúng ta dính vào đây. Đó, để cho nó trùng màu. Trùng màu với một trong những màu. Đấy là cái bút thử hôm nay thầy nói nhá. Mọi hôm là chúng ta chưa biết cái tác dụng của cái bút thử đúng không? Các bạn nhìn Adopter. Adopter là nó thử cho chúng ta vào một cái mẫu nào đó. Ok. Rồi tạm thời lấy màu nền là một trong các màu của bức tranh. Bước tiếp theo bây giờ các bạn ghi văn bản. Insert. Chúng ta ghi trên này là để vẽ cái hình này nhé. Rồi vẽ ra ngoài đi. Tí chúng ta sửa khuyến cáo phòng chống dịch. COVID. Đó. Xong các bạn cho thầy ra giữa. Chúng ta cho to cái này lên đậm đi. Cho font chữ các em sẽ tùy các em nhé. Các em thích cái nào các em làm cái đấy. Chúng ta cho chữ font chữ màu trắng. Đó. Với một màu color là màu trắng. Màu vàng được. Và kéo rộng cái này lên cho thầy. Thầy ơi, không có slide ạ. Sao lại không có slide cho chờ em? Em có nhìn thấy màn hình của thầy không? Alo. Không ạ. Sao lại không nhìn thấy? Các bạn đều nhìn thấy mà. Có bạn nào không nhìn thấy không? Sao? Không nhìn thấy thầy di chuyển à? Vẫn nhìn thấy ạ. Thế sao lại bảo là không có slide là không có thế nào em? Mấy các em có cài PowerPoint không? Đây, thầy làm trên một slide đây còn gì nữa? Đúng không? Đấy. Nha. Rồi, bây giờ ở dưới chúng ta làm đơn giản thôi. Các bạn có thể làm cái này nó to lên cho thầy. Đó, chữ này chúng ta cho một loại kích thước to lên nhé. Còn lên đây. Rồi. Phần tiếp theo là chúng ta sẽ tham khảo những các bước là như là đeo khẩu trang này, rồi tránh tiếp xúc đông người, rửa tay bằng cồn vân vân. Rồi bước tiếp theo thì thầy sẽ Corona virus. Bây giờ thầy sẽ cho
Thầy sẽ cho một cái mét và đập út vào đây nha. Để sau đó ta dùng chữ sau, thầy dùng insert này. Insert. Rồi các bạn chọn cho thầy hình chữ nhật đi. Này đi. Chữ nhật nha. Rồi bước tiếp theo các bạn là làm tiếp cho thầy một cái. Cái này nhỏ đi một chút. Các bạn sẽ chọn insert, thầy cho một cái line màu lên nhé. Rồi thầy cho to lên với một màu, có màu vàng nhé. Chúng ta chọn ít màu thôi nhé, đỏ với vàng với đâu thôi nhé. Rồi bây giờ thầy mới insert picture vào. Rồi bây giờ thầy chọn hình khác. Đó. Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ tăng offset nó lên. Chúng ta sẽ tăng cái là toàn cầu đúng không? Bottom. Đó, các bạn điều chỉnh cái này để cho cái hình ảnh bên trong nó đẹp. Rồi bây giờ thầy mới sửa chọn edit point. Như các bạn đã biết là trước thì chúng ta chọn edit point. Đó. Ở đây. Đấy là cái phần mềm nó đang ghi hình đấy. Ăn ghi hình nó kêu các em ạ. Các bạn kéo dài cái cần này nữa nhé, nó uốn cho mình. Đấy, ta chỉnh sửa cái uốn như thế cho thầy. Cái này chúng ta sẽ cho một cái các bạn mà sử dụng nhiều cái loại ý tưởng khác nhau, các bạn vẽ cho thầy cho nó hết ra ngoài đi. Ở khi in thì mình chỉ in ở phía trong thôi, tức là in vào giấy là chỉ trong đó. Tức là về phần những cái chuyển động mà thầy đã dạy hôm trước là tương đối ổn rồi, chúng ta không có gì phải thắc mắc nữa. Các bạn đã làm nhiều bài tập. Đó. Rồi. Ta cho một cái này. Như vậy. Rồi bây giờ việc tiếp theo là thầy làm mở cái phần này. Thầy vào phần picture rồi, thầy giả cái này. Đó. Rồi. Cái này. Chúng ta đó. Nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ghi thêm các thông điệp cho nó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn những cái hình đeo khẩu trang, bắt tay, rửa tay vân vân, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta, các bạn cũng có thể tự vẽ hoặc là chúng ta có thể cắt ghép, nhưng mà sau này các em sử dụng phần mềm Photoshop ấy, các em sẽ làm được. Nhưng mà thôi thầy thì phần này chúng ta chưa học Photoshop, thì thầy tạm lấy hình ở trên ảnh hoặc là những thông điệp ở trên Google để cho chúng ta để cho chúng ta làm thôi. Cái này chúng ta kéo rộng xuống đi, nó mở cho nó chiếm hết cái này đã đẹp hơn, đúng không? Đấy.
Chọn nha. Đây chức năng này các bạn chọn vào nút này xong rồi đây cái hôm nay là cái mới nhất nhé. Vậy các em nhìn thấy là khi mà thầy đang edit point thì chọn một nút thì nó cung cấp cho mình này. Chase point là cái điểm thẳng. Small point có nghĩa là tạo cho chúng ta một cái nét mềm mại. Corner là cái góc. Rồi chúng ta chọn nút này thì cái này nó sẽ cho chúng ta một cái đường mềm mại hơn. Đấy, chỗ này chúng ta chọn về cho thầy nhé. Rồi chúng ta hết rồi này. Cho nó mềm ở chỗ này. Chỗ này thì các bạn chọn như thế để tạo ra cái nút mềm. Đấy, các bạn có thể thiết kế tràn ra bên ngoài nhé. Vì bên ngoài ta có in đâu mà ta lo. Rồi ok, mềm mại rồi, nó không còn bị góc nữa. Cả lớp hiểu ý thầy chưa? Alo. Alo. Các em có đang xem không nhỉ? Hay mất kết nối? Có. Các em có nhìn thấy khi thầy nhấp chuột phải vào một cái nút nó hiện ra các dạng như là mượt mà này, rồi góc này, vân vân. Đấy, hôm nay chúng ta khám phá thế nhá. Hôm trước là thầy chưa nói với các em là cái chuyện này. Đấy, làm cho là các em uốn nó vẫn còn trông nó cứ hơi thô thô. Nhưng mà hôm nay chúng ta đã có small point để chúng ta làm cho nó mềm mại chút. Rồi bây giờ chúng ta sẽ viết một cái cho nhiều hình ảnh quá thì cũng không hay lắm. Thôi tạm thời như này, bây giờ chúng ta sẽ ghi các thông điệp. Thông điệp thì chúng ta sẽ ghi lên trên này. Ta chọn cho thầy một cái. Các bạn ghi là thường xuyên đeo khẩu trang. Đấy. Rửa tay, giữ vệ sinh. Các bạn đánh chữ hoa được, chữ thường được, tùy các bạn nhé. Giữ vệ sinh. Giữ vệ sinh bề mặt các vật tiếp xúc. Thêm vài cái nữa là tránh tập trung đông người. Còn cuối cùng là chúng ta khai báo y tế. Đấy. Thế sau đó thì các bạn nay thầy dạy thế này, khi cái này các em ra công tác, các em về phường xã hoặc là chúng ta có thể về những cái nơi mà chúng ta làm việc đấy, thì chúng ta nên cho màu, bởi vì nhá cái màu vàng sáng này nó rất tương phản với phần phía dưới. Đấy, để em cho hẳn thông điệp to. Sau đó chúng ta kéo rộng ra để cho nó chữ nó tràn đều đều câu. Đấy. Hoặc là chúng ta có những cái mũi tên chúng ta chở vào đây. Các bạn có thể sử dụng các mũi tên. Đó. Các bạn chọn nó vào đây. Rồi các bạn làm nhiều 2, 3, 4 mũi tên được. Đấy, chọn vào như này. Rồi các bạn có thể lật nó lại. Đấy, lật nó lại.
Em cho nó to lên một chút. Đổi tên màu trắng. Ở select loại chọn cho các bạn. Trắng là đấy, các bạn chọn đây. Đó. Rồi bây giờ thầy vừa dạy xong chúng ta làm một cái poster. Thế thì bây giờ các em sẽ tập làm poster cho thầy. Các em có thể làm theo mẫu này, COVID này là 1 này, HIV là 2 này, ma túy là 3 này, và thuốc lá là 4. Thì các em chọn cho thầy cái nào cũng được, miễn là làm cho nó sinh động, đừng chi tiết quá nhá. Poster mà chúng ta làm chi tiết quá thì người đọc người ta không đọc được đâu, người ta đọc lướt thôi. Và poster là những cái biển họ treo ngoài đường lớn, hoặc là poster về movie chẳng hạn, như là xem phim chẳng hạn, thì cũng có thể có bạn chọn poster về movie, về kịch, hài, vân vân, ca nhạc. Đấy là những cái mà chúng ta làm đây. Các bạn hiểu chưa? Thế thầy vừa trình bày xong một cái mẫu poster đơn giản và không giống ai trên mạng, mà chúng ta chỉ lấy những hình ảnh mà có sẵn để chúng ta biến đổi nó đi thôi. Để các em có thể làm bài tập luôn tại chỗ cho thầy trong vòng thầy làm là mất là khoảng 30 phút. Thì các em làm cho thầy độ khoảng 1 tiếng. Ok chưa cả lớp? Nha. Yeah. Thầy làm mất 30 phút thì các em làm cho thầy trong vòng 1 tiếng. Chọn các chủ đề như sau. HIV, phòng chống HIV, phòng chống thuốc lá, nhưng mà đừng có giống ở trên mạng nhá. Người ta gọi là ăn cắp bản quyền, làm giống trên mạng, ý tưởng ở trong đầu các em. Phòng chống ma túy, hoặc có bạn về nghệ thuật thì là chúng ta làm poster về phim, poster về kịch, đấy, poster về chiến tranh, vân vân. Các em làm cho thầy. Rồi ok, thầy up này lên YouTube nhá. Ok, nhưng mà các em có xem mấy đâu.